Hôm nay Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái tập truyện cũng rất là hay. Duy được gửi lại từ một bạn nữ. Mà câu chuyện của bạn này Duy cũng đã kể ở cái tập truyện 276, là cái tập truyện trà ướp xác người, bên cạnh những tập truyện trước nữa đó. Cái bạn này thì mới có 22 tuổi thôi à, nhưng mà cuộc đời của bạn trải qua rất là nhiều những câu chuyện tâm linh mà nó rất là ly kỳ luôn. Đọc cảm thấy rất là cuốn đó mọi người. Đặc biệt cái là cái bạn này rất cứng cựa, không bao giờ sợ ma. Chắc có lẽ một phần là bạn được thừa hưởng từ ông bà tổ tiên của mình. Cái chuyện này thì Duy cũng đề cập ở những tập trước. Thôi thì ngày hôm nay cũng là một cái câu chuyện trong số những tập truyện rất là nhiều mà bạn đã gửi về cho Duy. Câu chuyện của bạn là như thế này. Câu chuyện nó xảy ra vào cái đợt nghỉ Tết dài nhất lịch sử, kéo dài 70 ngày hồi năm 2020 đó mọi người còn nhớ không? Thời điểm này thì bạn đang là một cái cô nữ sinh học lớp 12, cũng đã được 18 tuổi rồi. Sau khi ăn Tết xong rồi thì cả nước mình bùng dịch lên, thành ra nhà nước và nhà trường người ta đã cho nghỉ dịch. Nghỉ đâu tầm khoảng tháng 4 vẫn chưa đi học lại. Chính vì như vậy mà cái thời điểm đó bạn chỉ ở nhà ăn rồi ngủ rồi chơi rồi học, nhắn tin với bồ của mình thôi. Lúc này cũng đã có bạn trai rồi, hai đứa nhắn tin hoài đó. Thì bỗng tới tháng 6 lúc này cũng đã nhập học trở lại. Bạn thì mỗi ngày bạn đi học, cha của bạn đưa đi học không à. Ngày hôm đó cũng vậy, sáng thì hai cha con đi từ nhà chạy tới trường. Tuy nhiên ngày hôm nay lại có cái chuyện lạ, đó cũng là cái định mệnh của cuộc đời bạn luôn. Tại vì khi mà hai cha con của bạn đang chạy xe trên đường á, thì lúc này cha có chạy ngang một cái đống rác, mà cái đống rác này á, nó cũng bự lắm, nó nằm cặp đường lộ vậy nè. Chạy ngang rồi á, thì tự nhiên cha của bạn ổng nhìn qua thì vô tình ổng thấy được cái làm có một cái vật thể gì đó nó đang quấn cái khăn lại, mà nhìn sơ ngang á, sao mà giống đứa nít dữ vậy. Nhưng mà cái đứa này á, nó không có cử động gì hết trơn, nằm im ru đó. Thế như vậy á, thì cha cũng chạy thiệt nhanh tới đó, rồi dừng xe lại, xuống đây nè, hốt đứa bé này lên, coi coi đứa bé này á, còn sống hay không. Tuy nhiên khi mà ẵm lên á, đứa bé này cũng không khóc la gì hết, không có động đậy gì cả. Mở ra thì trời ơi, thằng nhỏ không có một cái tấm vải che thân luôn, không mặc đồ đạc gì hết trơn á, chỉ có ở ngoài quấn lại một cái lớp khăn mỏng dánh gì thôi à. Dở ra thì mặt mũi thằng nhỏ kiến vàng á, nó cắn tùm lum hết trơn luôn, kiểu như là nó đóng nguyên cái ổ trên người thằng nhỏ rồi, hình như là ai đã bỏ ở đây quá lâu rồi hay sao đó. Sau khi phủi kiến ra trơn rồi thì mới thấy thằng bé này đã chết rồi, không còn hơi thở nữa. Khi đó thì hai cha con của bạn không biết phải làm sao hết trơn á, thành ra cha vừa ẵm đứa nhỏ trên tay mà vừa la làng hô hoán cho người dân vòng vòng á, người ta chạy ra để cùng nhau xử lý cái đứa bé này như thế nào. Khi mà cả xóm kéo ra tới ngoài này coi á, thì trời ơi, khi mà người ta nhìn cái cảnh tượng này, nhìn đứa bé này á, thì ai cũng cầm lòng không đậu hết. Người ta nói sao á, mà thấy thương dữ vậy, cha mẹ nào mà ác tới nỗi đẻ ra xong không đi cho người khác đi, mà tại sao á, lại bỏ thằng nhỏ ngay tại cái đống rác này. Kiến nó bu bây giờ nhiều khi nó rỉa lỡ thì thằng nhỏ hết trơn luôn, nhìn quá là tội, mà không biết phải làm sao hết trơn bây giờ đây nè. Trong lúc mà mọi người đang nhốn nháo bàn tán xôn xao về cái xác của đứa bé này, người ta nói trời là trời, bây giờ nhỏ nó chết rồi tính sao, thế ghê quá trời à, ai đứng ra đem chôn cất giùm đi rồi đi báo chính quyền đi, chứ nhìn á, để ở đây nè, nhìn thấy ớn muốn chết luôn, nhìn ám ảnh quá à. Thôi tôi về nghe, tôi không ở đây đâu. Chính vì như vậy mà bạn cảm thấy những người vòng vòng đây nè, người ta không có dám ẵm cái đứa bé này đem về nhà để mà chôn, không ai dám động tới hết trơn. Cũng đúng thôi, tại vì mới sáng sớm mà người ta đã thấy một cái xác chết ngay tại cái bãi rác trước nhà người ta, thì ai cũng sợ, ai cũng không dám động tới hết trơn luôn. Người ta sợ liên lụy, sợ xui rủi hay sao đó. Tự nhiên ngay lúc này thì trong tâm, trong lòng của bạn nó xuất phát ra một cái suy nghĩ. Bạn nghĩ không ấy, bây giờ mình nhận cái thằng nhỏ này làm con đi, rồi mình lên phường làm cho nó một cái giấy khai sinh, rồi làm giấy chứng tử luôn. Đồng thời lúc này mình đặt cho em bé một cái tên đi. Bởi vì bạn cũng theo Phật Pháp, và bạn cũng biết được rằng một khi cái đứa bé mà bị cha mẹ bỏ rơi rồi mà nó chết, chưa có tên tuổi gì hết, khi mà chết đi rồi nó rất khổ sở luôn, không có được đi học hành gì hết trơn á, phải lang thang vất vưởng đầu này đầu kia để mà đi quậy phá người ta, không có nên. Sau khi mà suy nghĩ xong á, thì bạn cũng biết đây là một cái việc làm rất tốt, nó chả có ảnh hưởng mà nó cũng không có mất mát cái gì hết trơn á, cho nên bạn mới nói với mọi người và nói với cha của bạn luôn. Khi mà nghe rồi á, thì cha cũng im lặng, có vẻ như cha cũng đồng ý với lại những cái lời nói của bạn. Tuy nhiên những cái cô, những cái chú gần gần đó, người ta nói trời ơi, mày còn trẻ quá, mày chưa có chồng mà mày nhận thằng nhỏ làm đứa con á, có phải bất duyên không, tại sao chưa có chồng mà đi làm giấy khai sinh cho con, kỳ vậy con, thôi đừng có nhận. Nhưng thôi, người ta nói gì thì nói, cha của mình không phản đối thì bạn vẫn ok. Sau đó hai cha con ẵm cái xác của em bé này lên tới trên phường để mà đăng ký làm giấy khai sinh cho các em bé với tư cách là con của bạn. Và theo như bạn nói thì đồng thời lúc này bạn cũng làm luôn cho em bé một cái giấy chứng tử, rồi đặt tên cho em bé, đặt tên là Duyên nha, kiểu như là nó cũng có duyên với bạn. Ngày hôm nay bạn gặp em bé, đặt là một cái duyên luôn. Nghe tới đây thì cảm thấy tấm lòng của bạn và cả gia đình rất là cao cả luôn. Khi mà đem về rồi, ở nhà cũng làm đám tang cho em bé như là trong nhà của mình có người thân mất vậy đó. Làm đám ma xong xuôi mới gửi em bé lên chùa, cho em bé tu học này nọ, đặt tên là Duyên. Thôi gửi con của mình lên chùa đi, kiểu như là đã hết rồi đó, làm xong cái nhiệm vụ cho em bé này rồi. Khi mà mới vừa xử lý im đẹp cái chuyện này xong thì bạn lại dính vào một cái chuyện khác nữa. Tại vì qua tới mấy ngày hôm sau, khi bạn đang đi học về thì trên đường về bạn có bắt gặp được người quen. Cái người này đó chính là anh ba của bạn, mà ảnh là anh rể, chồng của cái chị Hương
Trong khi chị Hương là một cái người con gái lớn của cái người cậu của bạn, nói chung thì cũng là chị của mình mà. Phải chi mà bạn thấy anh đi trên đường một mình á, thì hai anh em có thể vui vẻ chào nhau rồi. Tuy nhiên, bạn gặp ảnh đang ngồi đó và ôm xà nẹo với một cái cô gái khác mà không phải là cái người chị ba của bạn. Mới đầu cứ tưởng nhìn lộn không thôi, tuy nhiên khi đi gần á, thì mới nói, ủa trời ơi, anh ba của mình mà, sao anh lại ngồi ôm nhỏ khác vậy mà không phải chị của mình. Bạn hỏi, ủa anh, ai vậy, anh không chở chị em đi chơi, mà anh chở nhỏ nào mà anh ôm cô gái này luôn. Bạn á, thì tính tình của bạn thẳng thắn hồi đó giờ rồi, bạn gặp á, là bạn bụp bằng bữa liền thôi nha. Bạn hỏi ảnh thì ảnh mới chối, ảnh nói trời ơi, cái này là bạn của anh thôi à, anh chở bạn đi công chuyện. Nhưng bạn hỏi ảnh á, có bạn nào mà chở nhau đi ôm xà nẹo trong khi mình có vợ ở nhà, mà vợ của mình á, đang mang bầu cái đứa thứ ba rồi. Lời qua tiếng lại sau đó không biết, một hồi thì hai bên ẩu đả cãi lộn với nhau luôn. Bạn thì bạn không có ngán anh ba của bạn đâu, bạn chỉ một mực bảo vệ cái bà chị của mình đang mang bầu ở nhà thôi nha. Bạn chửi thẳng luôn, bạn chửi con nhỏ đó. Nhưng anh ba của bạn á, thì chửi ngược cả bạn mà bảo vệ con nhỏ này. Bởi vậy càng ngày bạn mới càng tức, cãi lộn hoài một hồi đỉnh điểm á, đánh lộn với nhau luôn. Dù sao bạn cũng là em, thành ra anh ba anh không có dám đánh lại bạn, chỉ là bạn với lại cô gái kia thôi. Mà cô gái kia cũng không có vừa đâu, hung dữ còn hơn bạn nữa. Bạn chửi một câu, cổ chửi tới hai câu. Chửi một hồi, hai đứa đánh lộn qua lại. Ảnh thì vừa can bạn mà vừa can cô gái kia, chứ đâu có nói gì nhiều đâu. Lúc này bạn tức quá trời rồi, thì hai đứa mới chồm qua chồm lại đánh lộn với nhau. Ảnh thì đứng kẻ giữa. Tới đỉnh điểm rồi thì cô gái đó cổ mới thốt lên một câu nói. Cổ nói, mày biết tao là ai không? Tao là người gốc Khmer, mày thử mày đụng tới tao đi, tao xài âm binh ha, tao kêu âm binh á đi quậy quậy cho mày chết luôn đó, mày tin không? Cổ vừa nói xong á thì bạn cũng giọt miệng, bạn nói lại. Bạn mới nói, mày con ngon á, mày kêu âm binh mày đánh tao đi, mày đánh tao á tao cũng đánh ngược là âm binh của mày cho chết hết trơn à, mày ngon mày đánh đi. Nói dứt câu thì anh ba của bạn ảnh mới ngăn một cái nữa, hai đứa đứng ra sai nè, không còn đánh lộn với nhau nữa, rồi thôi cũng đi về. Kệ, đã biết ảnh á lén phén với ai ở ngoài rồi. Tuy nhiên trên đường về á thì bạn mới nghĩ lại câu nói của mình hồi nãy. Hồi đó giờ bạn đâu có biết cái chuyện bùa ngải âm binh là cái gì đâu, mà tại sao mình lại thốt ra câu nói này. Thật ra bạn không có muốn nói gì hết trơn á, tại vì bạn không hiểu. Mà bạn nghĩ lại thì có lẽ như cái câu nói này ai nói chứ không phải là bạn nói đâu. Một hồi khi mà ấm ức chạy xe về tới nhà rồi thì bạn cũng nhanh chóng liên lạc cho cái người chị của mình để mà kể lại toàn bộ sự việc hồi nãy. Rồi sau đó vợ chồng người ta tự xử lý với nhau. Duy không có đề cập tới câu chuyện này, mà Duy sẽ đề cập tới câu chuyện của bạn. Ngồi ở nhà rồi thì mới suy nghĩ cái đoạn đường hồi nãy mình đánh lộn á, trời ơi cái gì đâu mà toàn mồ má không à, thấy ớn gần chết luôn. Ăn cơm ăn nước xong rồi á, bắt đầu cũng ngồi lên cái bàn học để mà ôn bài ôn vở. Cái kỳ thi tốt nghiệp á gần tới nơi luôn rồi, nhưng lạ một cái là không hiểu sao bữa nay mình đâu có làm gì đâu, mà tại sao ngồi học bài á cái đầu nó nhức bưng 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 luôn, như là có ai cầm cái búa bổ lên cái đầu của mình vậy đó. Cũng ráng ngồi học thêm chút nữa coi có đỡ hay không, nhưng mà nó cũng không đỡ. Rồi mới lấy thuốc á uống vô, uống rồi ngồi nghỉ cũng không đỡ luôn. Tuy nhiên cũng phải ráng học hành chứ ngày thi á sát đích rồi. Mà cái cơn nhức đầu này nó vẫn không có hết nha, mấy ngày sau vẫn còn bị luôn. Mà ngộ một cái á, lúc này ở nhà bạn không có bị, tuy nhiên khi mà lên trường học á nó bị nặng dần dần lên vậy nè, học bài nó có nổi gì đâu. Vậy đó mà cũng ráng chịu đựng được cái cơn nhức đầu này, rồi ôn thi trong suốt một khoảng thời gian luôn. Sau đó thì bạn cũng đã vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp của mình. Sau khi mà thi xong, mẹ của bạn mới rủ á, bữa nay hai mẹ con mình lên chùa đi, lên nó cúng Phật, rồi sẵn cúng cho bà nội lại vong hồn của con bé Duyên luôn, lâu rồi không cúng cho nó. Lên tới trên chùa rồi thì đây là một cái ngôi chùa nhỏ thôi, tuy nhiên ngôi chùa này được một cái đó chính là có một cái vị sư bà. Sư bà hiện tại đã trên 100 tuổi rồi, tuy nhiên tới bây giờ sư bà vẫn còn sống và khá là khỏe mạnh. Vong hồn của bà nội bạn với lại của bé Duyên bạn gửi vô đó thì sư bà trực tiếp cúng kiến hàng ngày luôn. Ngày hôm đó sau khi mà cúng xong rồi thì hai mẹ con cũng đi vòng vòng trong chùa này để mà chơi. Đi một hồi á thì sư bà mới ra, rồi tự nhiên sư bà nói với bạn một câu. Sư bà mới nói là con á, con đi theo mẹ con nhiêu đủ rồi nghe, thôi quay về chùa đi rồi học đi con. Ủa hồi nãy giờ không nói gì hết trơn mà tự nhiên sư bà thốt lên câu vậy á, bạn không hiểu gì hết trơn. Chính vì như vậy mẹ của bạn mới hỏi lại sư bà, hỏi là ủa sư ơi, sư nói vậy là sao vậy sư? Thì lúc này sư bà mới nói với hai mẹ con á, ủa thì là tại vì con bé gái này nè, hiện tại bà thấy hình như có ai sai âm binh tới đánh nó hay sao á, âm binh đi theo nó hoài luôn á, bởi vậy thì cái dông nhi của em bé trong chùa nó mới đi ra khỏi chùa luôn, nó đi theo mẹ của nó là bé gái này nè, đi theo mẹ nó hoài luôn, nó bảo vệ mẹ của nó. Rồi á bà còn thấy nó đánh luôn mấy cái âm binh này nè, đánh người ta quá trời luôn, khiến người ta phải sợ, người ta chạy. Nhưng riêng nó cũng bị tổn hại nha, hồn phách của nó cũng rất là yếu, tại vì cơ bản nó yếu sẵn rồi mà bây giờ nó còn đánh người ta nữa, nó rất yếu luôn. Bởi vậy bà mới kêu nó đừng đi theo mẹ nữa, vô chùa đi con. Sau khi mà nghe sư bà nói hết câu là mẹ của bạn hiểu ra mọi chuyện rồi. Mẹ biết chắc chắn cái thời gian trước tại sao bạn mới nhức đầu, đó chính là bạn bị người ta sai âm binh đánh bạn rồi. Kể từ cái vụ bạn đánh anh ba rồi đánh luôn cái con nhỏ bồ nhí của anh ba đó. Tại vì sao cái vụ này bạn cũng về nhà, bạn kể cho cái chị vợ của anh ba nghe, rồi kể cho nhà của bạn nghe, người ta cũng biết được á, cái cô gái đó đang hăm he để mà dùng âm binh á hại bạn đó. Thiệt là tới bây giờ cô gái đó đã hại bạn rồi. Tuy nhiên nghe xong thay vì đồng cảm với bạn mà mẹ bả lại la bạn nữa.
bảo là mày cái chuyện này mày xen vô làm cái gì, nó quen ai kể nó đi, mày làm chi, rồi bây giờ con nhỏ kia nó ghét mày, nó xài bùa xài ngải nó hại mày kìa, mày thấy chưa. Nhưng bạn mới nói lại, mẹ ơi mẹ, con cũng muốn bảo vệ chị của con, cũng là cháu của mẹ mà, không lẽ mẹ mở mắt mẹ nhìn anh ba anh đi quen bồ nhí ở ngoài rồi bỏ chị ở nhà mình ên hả sao mẹ. Bạn nói tới vậy thì mẹ của bạn mới chịu im. Rồi sau đó bạn cũng hỏi sư bà luôn, hỏi về cái chuyện tại sao mấy ngày hôm trước bạn lúc nào cũng bị nhức đầu hết trơn mà uống thuốc hoài không hết. Bạn mới hỏi, ủa sư bà ơi, có phải tại con chơi điện thoại quá nhiều không, hay con thức khuya vậy? Thì lúc đó sư bà mới nói, không phải đâu, tại vì cái âm binh con nhỏ đó nó sai tới để mà đánh con, nó hại con đó, do nó không vô nhà được thôi nha, nó mới làm vậy đó, chứ nếu mà nó vô nhà được nó còn hại con còn chết mau hơn nữa. Có phải là con ở nhà con cũng bị, nhưng một thời gian sau con đi ra ngoài con mới bị, ở nhà con hết bị, đúng không? Bạn nói dạ đúng rồi, tại vì đó chính là nó không vô nhà được, ở trong nhà thờ Phật thờ ông bà tổ tiên quá nhiều, nó đâu có vô được đâu, ra ngoài nó mới có cơ hội để mà nó hại con. Nhưng chưa tới thời cơ thì con bé giống như này nè, nó đã giúp con rồi, nó dùng cái sức nhỏ nhoi của nó đánh bại mấy con vong linh đó hết trơn luôn. Bởi vậy bây giờ con bé này nó yếu quá trời rồi, cái đám âm binh này nó xài búa nó bửa lên cái đầu của con, y như là cảm giác của con cảm nhận được vậy đó. Còn riêng cái em bé nhỏ này nè, trời ơi thấy thương dữ lắm luôn, nó ra sức nó giúp con đó mà con đâu có thấy, tại vì dù sao con cũng là người trần mắt thịt mà đâu thấy được đâu. Thôi bây giờ nó cũng đang trong chùa nè, con muốn gặp nó không, để sư bà kêu nó lên nói chuyện với con nha. Sau đó thì sư bà có dẫn hai mẹ con của bạn quay trở lại chánh điện. Tới chánh điện thì mới thấy đứng ở đó có một cái cô tiểu sư cô này cũng còn trẻ thôi. Sư bà mới nhờ cổ là cho cái vong nhi này nhập vô xác cổ đi, nói chuyện với mẹ của nó đôi ba câu, tại vì từ cái ngày gửi vô chùa chưa được gặp mẹ của nó lần nào hết trơn, là bạn đó. Rất là nhanh chóng sư bà cũng vòng ra phía sau lập một cái đàn nhỏ để mà cầu hồn, cầu cho cái vong hồn em bé này lên nhập vô cái vị tiểu sư cô đó. Mà bạn nói khi mà cái cô này vừa bị nhập thôi, cổ mới rung lên vậy nè, bắt đầu cổ khóc, con mắt rưng rưng rồi nha, chưa nói được. Nhưng mà trước tiên cổ mới chắp hai cái tay lại, cổ mới lại vòng vòng hết trơn luôn, lại Phật nè, lại các vị đang được thở trong chính điện rồi bắt đầu cổ mới quỳ xuống, cổ dập đầu cổ lại mẹ của bạn và bạn, cổ mới nói lên một câu, dạ con thưa bà ngoại, con thưa mẹ. Rồi sau đó là cái cô này cổ khóc nức nở luôn, cổ mới nói, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ông bà ngoại đã cứu con, cưu mang con rồi đưa con, hướng con theo Phật pháp tới bây giờ con mới được ở đây nè, chứ không thôi không biết là con ở đâu nữa. Rồi bạn nói là thôi được rồi con đừng quỳ gì hết trơn á, chỉ có điều là mẹ thấy hơi áy náy thôi, tại vì ngày hôm đó mẹ với ông ngoại chạy tới trễ, chứ nếu mà tới sớm xíu chắc có thể thấy con mà con còn sống rồi, chứ không phải là trong cái hình hài linh hồn như bây giờ đâu, con đừng buồn gì hết nha. Rồi cái cô Nico này cũng mới nói, không mẹ ơi, con không có trách mẹ, nhưng mà con chỉ hận cái người đẻ ra con á, mẹ biết không, cái ngày hôm đó cái người đó đẻ ra con xong rồi người ta bóp mũi con, bóp mũi xong rồi mới thảy con ngay tại đống rác, chứ không phải là con còn sống rồi con bị kiến ăn nó chết đâu, không phải đâu mẹ ơi. Mà cũng nhờ mẹ gửi con lên chùa, thì kể từ ngày hôm đó con chỉ ở trong chùa không thôi, con không đi đâu hết. Nhưng tự nhiên ngày hôm đó con nhớ mẹ, con mới xin với sư thầy trong này nè, cho con đi ra ngoài đi, con đi tìm mẹ rồi tìm nhà ông bà ngoại, cái nhà đã cưu mang con nè. Nhưng mà khi con đi tìm mẹ thì con mới thấy là mẹ đang cãi lộn với ai cái người đó người ta chửi mẹ quá trời mà người ta còn muốn sai âm binh tới hại mẹ nữa, cho nên là con mới nhập vô mẹ, con mới trả lời với người ta một câu là con sẽ hại ngược lại cái âm binh đó. Mặc dù con còn yếu lắm nhưng mà hên là con có thần Phật bề trên đỡ cho con không bị gì hết, mà mấy cái âm binh kia nó cũng tan xác ở đi hết trơn nó không theo mẹ đâu, mẹ yên tâm nha. Nói dứt xong câu đó là cái em bé này thăng và xuất ra, không còn nhập vô cái người của cô Nico này nữa. Tới nước này thì bạn với mẹ của bạn mới khóc là thấy thương em bé này quá. Tại sao trên đời lại tồn tại một cái người mẹ mà ác tâm tới nỗi như vậy, bóp mũi con mình rồi đục ngay tại cái bãi rác, trời ơi không nghĩ tới hậu quả hay sao. Ngay lúc này thì sư bà mới nói, nó đi rồi đó, nó đi theo bà nội của con kìa, tại vì bà nội của con bà đang ngồi trỏng, bà kêu nó vô tụng kinh đi, nó không ra được đâu. Nghe vậy thì hai mẹ con cũng mừng là tại vì cái em bé này vô đây nó được tu học rồi, bà nội của bạn vẫn còn ở trong này nè để mà trực tiếp dạy cho em bé này luôn, bà nội chưa có đi. Thôi thì thấy vậy hai mẹ con cũng đi về. Bạn đi một khoảng thời gian sau, lúc này bạn cũng đã học đại học rồi, thì vô tình lại dính thêm một cái đợt đại dịch Covid-19 năm 2021 nữa. Nó khác với năm trước, đó chính là cái lần này giãn cách xã hội và cái số lượng người chết nhiều hơn năm trước rất là nhiều lần, khủng khiếp luôn mà. Và rồi trong cái khoảng thời gian giãn cách ở nhà đó, bạn có nhận được một cái cuộc điện thoại từ chị Thúy, là cái chị vợ của anh ba, cái anh đã dẫn cái cô gái tiểu tam đi chơi đó. Thì chị mới nói là mày biết không, cái con nhỏ mà cặp bồ với chồng của chị nó bị dính Covid, nó chết rồi mày. Còn riêng cái anh ba là anh chồng của chị ha, cái thời gian mà trước khi cô gái này chết á, ảnh cũng bỏ nhà theo cổ luôn, không có biết tung tích gì hết trơn, bỏ con bỏ vợ đi đâu mất tiêu khoảng thời gian dài. Tới khi mà cô này chết rồi mới quay đầu về nhà, về thì báo vợ báo con, tại vì đã bị dính Covid rồi. Nhưng mà hên do trời độ hay sao ảnh không có chết, vẫn còn sống. Tự nhiên nghe kể câu chuyện này thì bạn lại nhớ tới vong hồn của bé Duyên, con gái bất đắc dĩ của mình đó. Bạn mới điện vô chùa, bạn hỏi cái vị sư thầy ở trỏng thì người ta mới nói là bây giờ bé Duyên nó vẫn chưa đi, vong hồn của nó vẫn còn chùa kìa, vẫn còn ngồi tụng kinh với bà nội của con á. Tại vì đợt dịch không ai ra đường á, thì bé Duyên cũng không ra đường luôn,
vong hồn mà người ta còn sợ dịch nữa mà. Tới đây rồi thì coi như là cái câu chuyện về âm binh giữa cô gái đó và bạn đã tạm kết thúc. Tại vì dù sao cô gái đó cũng đã chết rồi mà, đâu còn sống để mà hại bạn nữa đâu. Tới khoảng một thời gian sau á, lúc này á thì đất nước đã yên bình rồi, không còn dịch giả gì nữa cả. Ngày hôm đó bạn cùng với người yêu của bạn, hai đứa đi ăn chè. Ăn chè tại một cái quán vỉa hè ở gần bến xe miền Tây quận Bình Tân á, ngồi đó ăn chè chơi nhau vậy thôi hả. Hồi đó giờ á thì không biết khu vực bến xe miền Tây có ăn xin nhiều hay không, nhưng lạ một cái ngày hôm nay nè, khi mà hai đứa cùng ngồi ăn chè, thấy sao mà quá trời ăn xin luôn, con nít người lớn già trẻ gái trai có đủ hết trơn á, kéo lại ngồi ăn xin một đống gì nè, xin tiền của hai đứa. Khi đó thì bạn cũng thấy thương đó, cũng muốn giúp đỡ, bạn lấy tiền ra cho mấy cái đứa nhỏ nè, cho tụi nó có tiền đi. Thành ra khi mà thấy bạn cho tiền rồi á, thì từ đằng xa có một cái bà này, bà cũng trạc trạc tuổi mẹ của bạn thôi, cũng ăn mặc rách rưới ăn xin mà, thấy cho được rồi đó, bà mới lại bà xin tiếp nữa. Tuy nhiên khi thấy vậy á thì cả hai đứa không muốn, tại vì chỉ muốn giúp đỡ mấy đứa nhỏ thôi à. Bà này bà vẫn còn tay chân, vẫn còn đủ sức khỏe, sao mà không đi làm cái khác đi, mắc gì phải ăn xin chi, bạn không thích, nói chung là không có muốn cho, thành ra cứ lắc đầu hoài nè. Trong khi á bà không có chịu đi, người ta lắc đầu rồi mà vẫn cầm cái nón chè ra vậy nè, đưa vô sát người nè, làm người ta cảm thấy rất là phiền, người ta không có ăn uống gì được hết trơn á, bạn cũng thấy không thích nữa. Bà cứ nhìn trần trần hai đứa hoài nè, thấy quê quá trời rồi thì hai đứa bỏ luôn, không còn ăn chè tiếp nữa, đi chỗ khác. Khi mà hai đứa đang chạy trên xe đó mà đi về á, thì cái anh người yêu của bạn, anh bực dọc dữ lắm luôn, anh mới nói với bạn: má hồi nãy giờ ngồi ăn mà cũng không yên nữa, chưa ăn hết ly chè là phải bỏ về rồi, em biết sao không, tại vì cái đám ăn xin này nè, thật ra anh cũng thấy thương, anh chỉ muốn cho mấy đứa nhỏ thôi, còn riêng cái bà này anh đã không muốn cho rồi, mà tại sao cứ ngồi ở đây nài nỉ người ta hoài, làm người ta phiền lòng gần chết luôn, anh mới đi về đó. Mà em biết tại sao không, phải chi người khác thì anh không có nói đâu, nhưng riêng cái bà này hồi đầu anh cứ tưởng bà tốt, bà ăn xin thấy tội nghiệp, anh cũng cho tiền bà. Nhưng khi mà anh cho tiền bả rồi đó ha, buổi chiều ngày hôm đó anh cùng với bạn của anh á đi ra bến xe nè, thì anh mới thấy á bả ngồi chung nguyên cái băng bọn của bả, ngồi đánh bài gần bến xe luôn. Thì cái bà này đâu phải là ăn xin đâu, bả đâu có khổ gì đâu, bả ngồi đánh bài mà. Thành ra là kể từ đó luôn, anh thấy mấy đứa nhỏ xin á, anh thương anh cho vài đồng lẻ thôi, chứ những cái người như bả tuyệt đối không bao giờ cho. Tại vì cho là tiếp tay cho bả, làm nguyên một cái lũ như là cái lũ cái bang vậy đó. Nói chung là nói thì hơi xúc phạm, nhưng đúng là vậy. Bạn nghe anh nói thì bạn cũng hiểu, tại vì hồi đó giờ á bạn chỉ thương những cái người bán vé số, bán tăm bông thôi hà. Dù sao người ta vẫn còn sức lao động, người ta vẫn đi buôn bán, mình thương á thì mình cho thêm. Còn những người này á tàn tật không nói, vẫn còn tay còn chân bình thường, mà chìa tay ra xin tiền người khác là không có được rồi. Rồi cũng về tới nhà. Qua mấy ngày sau á thì bất ngờ cả bạn và cái anh người yêu á, mặc dầu hai đứa nhà ai nấy ở, tuy nhiên lạ một cái là hai đứa cùng bị đau bụng ngay tại một thời điểm luôn, không biết lý do tại sao nữa mà đau bụng quặn luôn. Một hồi sau á thì bạn đỡ, bạn có vẻ như hết rồi, không còn đau. Tuy nhiên cái anh bồ của bạn á, ảnh bị đau dữ dội quá trời luôn, không thể nào chịu đựng nổi. Sau khi mà uống thuốc rồi đi khám bệnh á thì ảnh vẫn không đỡ luôn, mà không biết nguyên nhân tại sao. Lúc đó thì mẹ của bạn lại nhớ cái chuyện ngày hôm trước hai đứa đã gặp cái bà ăn xin á, rồi tỏ thái độ với bà không cho tiền bà, thì nghi là có khi nào bà dính dáng trong cái chuyện này không ta. Khi mà nằm ở đây hoài không hết á thì người nhà của ảnh cũng chở anh về Sóc Trăng, tại vì ở dưới đó nhà của ảnh có quen một cái người thầy này chuyên trị những căn bệnh về bùa ngải của người Khmer, và bùa ngải của bên Campuchia người ta vẫn làm được luôn. Lúc đó do là ảnh đau đớn quá đi, rồi thêm đi giải bùa nữa, thành ra là bạn không có đi theo và không có liên lạc với ảnh luôn, để cho ảnh yên tâm chữa bệnh. Bởi vậy là cái khoảng thời gian đó bạn cũng không có rảnh là ảnh ra sao nữa. Tới vài ngày sau ảnh lên lại thành phố rồi á thì bắt đầu ảnh gặp lại bạn, ảnh nói ảnh đã chữa hết rồi, nhưng mà cái quá trình chữa làm sao đó ảnh không có nhớ nữa, thành ra ảnh không có kể lại cho bạn nghe kỹ. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ hai đứa khỏe lại thì quá mừng rồi. Tuy nhiên có một cái điều bạn thấy rất lạ, đó chính là cả hai đứa cùng bị đau bụng một lúc. Vậy mà tại sao bạn bị con xíu bạn hết à, còn ảnh, ảnh bị đau bụng hoài luôn, chữa bệnh cũng không hết. Đi về dưới cỡ bùa thì mới biết rằng ảnh đã bị người ta bỏ bùa rồi, mới bị mấy ngày gần đây thôi mà bị từ một cái người phụ nữ. Nghe tới đó thì cả hai đứa đã biết chắc chắn ai là cái người hại hai đứa rồi. Thật sự là bạn vẫn không thể ngờ một cái người ăn xin ở ngoài đường mà khi người ta xin tiền mình không cho, người ta ghét mình, người ta hại mình tới độ vậy, thì có thể cái bà này bản thân bả cũng là thầy bùa luyện ngải hay sao đó, bả mới có khả năng này, chứ không phải đi nhờ thầy đâu. Nhờ thầy thì cũng tốn tiền chứ phải chơi đâu. Thế như vậy thì một lần nữa bạn lên trên cái chùa của sư bà, bạn lên đó bạn hỏi ra thì sư bà mới nói cái con bé con của con á nó giúp con một lần nữa đó, tại vì mặc dù nó trong chùa nhưng khi nó biết con có chuyện á, lúc nào nó cũng dõi theo con hết trơn á. Cái lần này con lại bị người ta bỏ bùa con, mà cái bùa này là bùa của người Khmer gốc bên Campuchia đó. Cái thời khắc khi mà con bị người ta bỏ bùa rồi á, con bắt đầu bị nguy hiểm, thành ra nó biết, nó có cảm nhận được hết trơn à. Cho nên với cái khả năng tu học của nó tu luyện trong này nè, nó biết làm một cái loại bùa, đây giống như là cái lá bùa hộ mệnh vậy đó, một cái lá bùa vô hình thôi, con không cầm nắm được, nhưng nó đã chính tay nó bỏ vô ngửi con, lá bùa này hiện tại trong ngửi con á, cho nên con bị bất cứ cái bùa ngải nào cũng vậy, không bao giờ có tác dụng hết trơn, con bị miễn nhiễm với bùa rồi đó. Nghe như vậy thì bạn biết rồi,
tại sao mà cả hai cùng bị dính một cái loại bùa mà bạn thì bị nhẹ bạn hết luôn à, còn ảnh thì ảnh bị nặng, phải tìm thầy đúng thầy mới gỡ được. Chính vì bạn có cái lá bùa hộ mệnh của cái đứa con gái mình nó cho đó. Thấy thương quá trời thì bạn cũng vô, bạn thắp cho con mình nén nhang rồi cũng cảm ơn nó. Sau này bạn mới nói nha, nhờ cái lá bùa này dữ lắm luôn á mà bạn tránh được biết bao nhiêu kiếp nạn. Nhiều khi bạn đi ra đường á, bạn gặp những người bán vé số mà người ta không có tâm á, người ta xài bùa nghe để muốn lấy tài sản của cái người mua đó. Bạn gặp cái bà đó, bà cũng mời bạn mua vé số nhưng bạn không có mua. Bạn chuẩn bị đi rồi á thì bà giả bộ, bà cầm cái nước kìa nè, bà giả bộ bà tạt trúng cái người của bạn đi, làm vô tình thôi. Sau khi làm xong rồi á, bà mới kêu bạn á, đưa điện thoại đây, đưa vàng đi. Thì bà tưởng là bạn đã bị dính bùa nghe của bà rồi, nhưng không, bạn miễn nhiễm với bùa mà, bạn không hề bị gì hết trơn á. Bạn mới nói lại luôn, bà dụ tôi hả, bà làm gì, tôi đâu dính bùa bà đâu, mà tại sao bà kêu tôi đưa điện thoại là sao? Chỉ cần nói vậy thôi là bà quê tự động lui xe đi mất tiêu luôn, đâu có dám quay lại nữa. Nghe thì có vẻ lạ, có vẻ khó tin đó, tuy nhiên thôi cũng mừng cho bạn vì đây là một cái phúc phần của bạn, tại vì bạn đã làm một cái điều tốt cho một cái vong hồn nhỏ bé như vậy. Nói về cái bản thân của bạn, bạn là một cái cô gái rất đanh thép, cứng rắn và không hề sợ ma, Duy cũng nói nhiều lần rồi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì bạn cũng có nhiều khả năng và những cái nguồn năng lượng á, nó rất là khó hiểu, rất kỳ lạ luôn. Đại loại giống như là có những lần bạn cảm nhận được những cái chuyện xui rủi sắp sửa xảy ra với mình á, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra và thậm chí xảy ra với người khác luôn. Chính vì như vậy mà ở nhiều câu chuyện trước á, Duy cũng từng kể là bạn sẽ thấy những cái chuyện xui rủi của bạn bè mình, bạn thông báo cho người ta biết rằng để người ta tránh nhưng người ta không có nghe. Người ta nói bạn á, cái miệng xui quá à, ăn mắm ăn muối, người ta ghét bạn và tẩy chay bạn, không chơi với bạn luôn mà. Không chỉ như vậy đâu, trong cái chuyện làm ăn, trong cuộc sống ở ngoài đời đó, thì những cái người nào mà người ta xua đuổi bạn, làm cái chuyện gì khiến bạn buồn, làm sai quấy với bạn đó ha, thì sau đó cái người này, người ta chắc chắn sẽ có cái kết cục không có được tốt đâu. Sở dĩ mà bạn có được những cảm giác này thì chắc chắn cũng nhờ những cái người ông bà của bạn truyền lại thôi hà. Nó bắt nguồn từ như vậy nè. Bạn kể thì bạn có một cái người chú này tên là chú Điệp. Ai mà nghe cái câu chuyện lừa thầy phản bạn á, chú Điệp này cũng xuất hiện trong câu chuyện đó. Chú đã ra tay cứu giúp bạn khi bạn bị dính bùa đó. Nói chung thì cái chú này có học bùa học phép, mà cái người thầy của chú chính là một cái ông này, ổng là ông Năm, cũng là cái ông trong dòng họ của bạn luôn. Ông Năm là em ruột của ông nội bạn. Thời điểm ngày xưa khi mà ông Năm còn đương thời á, ông Năm biết và học rất là nhiều loại bùa phép luôn. Cái bùa của ông Năm á, giúp đỡ người ta cũng có, mà thư ếm đi hại người cũng có luôn, làm bùa yêu, làm bùa dơ, cái gì ông Năm cũng làm được hết. Bà ngoại của bạn kể, những cái năm đó ông Năm này ông giỏi bùa phép tới nỗi mà ông có thể làm ra những cái loại bùa yêu rồi bán cho những cái cô gái miền Nam á. Những cô gái này sẽ sử dụng những cái lá bùa đó để mà mê hoặc những cái người lính Mỹ. Thứ nhất là để lợi dụng người ta, thứ hai á là để chỉ điểm rồi á biết được cái chỗ phục kích của những người này, sau đó sẽ đánh úp bên phía của quân đội Mỹ. Nghe đâu là ông làm bùa rồi những cô gái này á làm trót lọt rất là nhiều vụ luôn. Thấy như vậy thì ông cũng mừng, ông cũng thấy đó là cái việc làm tốt, tại vì dù sao á những lá bùa này làm cho những cái thằng lính Mỹ nó mê hoặc, mình cũng cứu được cái nước của mình nè. Ông nghĩ đó là điều tốt thôi. Tuy nhiên anh em dòng họ trong nhà ai cũng theo đảng không à, người ta không có muốn ông Năm làm cái chuyện này, kêu ông á phải ngừng đi, đừng có làm những chuyện bùa ngải này nữa. Mặc dù đó là cái phe địch của mình nhưng mình cũng không có nên làm cái chuyện này nữa, đánh đấm đàng hoàng, không có xài những chuyện này. Rồi thì cũng thôi, sau này ông Năm có dạy nghề lại cho cái chú Điệp đó. Nhưng mà do cái chú Điệp này, ông sử dụng bùa để đi giúp người không à, không có hại người, thành ra ông mới giận. Ông nói mày á, mày học bùa của tao mà mày giúp người không à, mày không đi hại người đi, mày làm bùa yêu, mày hại người ta đi, ai kêu mày thì mày cứ làm, mày chỉ cần có tiền thôi được rồi. Nói về nhà của bà ngoại bạn thời điểm đó, ở nhà rất tin tâm linh luôn và cũng biết cái chuyện ông Năm này, ông làm bùa làm ngải. Đùng một cái thì ông Năm, ông thương bà ngoại của bạn. Thời điểm đó bà ngoại chưa lấy ông ngoại nha, mới thương, thương xong rồi á mới qua nói chuyện với ông cố là ba của bà ngoại đó. Nhưng mà ông cố không có chịu, tại vì thời điểm đó ông cố cũng biết cái thằng Năm này á, nó chuyên xài bùa xài ngải ha, rồi nó có nhiều vợ quá ha, có linh cảm cái thằng này nó không có tốt, mà nó xài bùa xài ngải đi hại người ta không à, không có cho con gái của mình á gả vô cái nhà của thằng này đâu. Đó thì cũng hên nhờ cái linh cảm này của ông cố, bà ngoại mới không lấy cái ông Năm, chứ không thôi bà ngoại sẽ khổ rồi. Nói về cái linh cảm, ông cố của bạn là trùm về linh cảm luôn. Tại vì không hiểu sao ông cố có linh cảm sao á, là cái chuyện đó sẽ xảy ra đúng y chang như vậy. Nó mới dẫn tới câu chuyện của bạn là bạn có được cái linh cảm này từ ông cố của bạn. Bà ngoại nói nha, cái thời điểm đó Mỹ thả bom rất là dữ dội luôn, mà ông cố của bạn có khả năng á biết cái ngày hôm nay, buổi nào, giờ nào phía bên địch người ta sẽ thả bom ngay chỗ nào luôn nữa. Ngày hôm đó thì ông cố mới dặn với con cái trong nhà, bữa nay con bốn á không có được đi ra ngoài đồng để mà móc lúa nghe chưa, chiều khoảng 4 giờ ở bên đó nó thả bom ngay chăn ngoài ruộng mình đó. Mới đầu nghe vậy thì bà Tư không có tin. Bà Tư là em gái ruột của bà ngoại bạn đó, bà Tư vẫn muốn đi ra ruộng á để mà mót lúa, không mót lúa thì có cái đâu mà ăn. Chính vì không có tin lời của ba mình, thành ra bà Tư á bà mới lén ra ngoài. Tuy nhiên bà ngoại của bạn rất tin, tin lời của ba mình dữ lắm, thành ra bà ngoại mới nghĩ cách đó là giả bộ đau bụng, đau bụng quá trời, chị Tư ơi chị ở nhà lo cho em đi, đừng ra ngoài mót lúa nữa.
thấy em mình bị vậy á, bà Tư của ở trong nhà nấu cháo rồi lo cho bà ngoại này nọ nè. Một hồi sau mới nghe ngoài ruộng nổ một cái bơm ở ngoài luôn, có nghĩa là người ta mới thả bơm ở ngoài. Nếu mà ngày hôm đó bà Tư ra ngoài mót lúa, chắc chắn bà Tư sẽ bỏ mạng ở ngoài ruộng rồi. Quay trở lại cái chuyện mà ông Năm muốn hỏi cứ bà ngoại của bạn, tại sao mà ông Cố không chịu? Một phần á, ông Năm ông làm thầy bùa, làm bùa hại người ta là cái thứ nhất rồi. Cái thứ hai, theo cái linh cảm của ông Cố biết được á, ông Năm này ông muốn về nhà mình làm rể cưới con gái của mình á, là tại vì ông Cố biết được nhà của mình có được cái vận khí, cái vận phúc rất là tốt luôn. Thêm một cái nữa, ông Cố biết mình có cái vía thần tài, bởi vậy thì cái thằng Năm á, nó mới muốn qua nhà mình cưới con gái của mình. Sau này nó về nhà mình á, nó làm bùa làm phép rồi cộng thêm cái vận khí này nữa thì chắc chắn đời của nó sẽ lên hơn luôn. Nhưng ông Cố đã dập tắt và không hề cho cái ông Năm cưới được bà ngoại của bạn. Bởi vậy thì sau này khi mà ông ngoại cưới bà ngoại bạn rồi đó, đẻ ra những người con, trong đó duy nhất chỉ có mình ơn mẹ của bạn có được cái vía này của ông Cố thôi. Cái đó gọi là vía thần tài đó. Theo như bạn được nghe kể lại thì những người mang cái vía thần tài này rất là hiếm luôn. Nếu mà người ta vô cái quán ăn nào đó, quán này đang bị ế đi, ngồi ăn một xíu thôi, chắc chắn khách sẽ kéo tới nườm nượp luôn, ăn cái quán này bán không kịp. Và ngược lại, nếu mà người ta ngồi vào cái quán đó ha, mà cái quán này vô tình đuổi người ta đi đi, hoặc là chủ quán đối xử tệ, người ta không thích, người ta đi chỗ khác đó ha, thì chắc chắn cái quán này sẽ ế hoặc là dẹp tiệm luôn. Bởi vậy thì những người này rất là thích hợp để mở hàng á, chỉ cần mở hàng thôi á thì sau đó khách kéo tới nườm nượp gì đó, rất là ngộ. Kể ra những chuyện như vậy để mọi người biết được bạn có thừa hưởng những cái khả năng này từ ông bà cha mẹ của mình, đặc biệt là những cái linh cảm đó. Điển hình là có một cái câu chuyện như thế này. Cái lần đó bạn có xin làm thêm tại một cái tiệm hát cảo ở quận Tân Phú á. Hồi đó bạn cũng chạy qua chạy lại cái tiệm này, thì bạn thấy cái tiệm này khách cũng vừa phải thôi, chứ đâu phải là đông quá trời đông đâu. Nhưng khi bạn xin vô bạn làm á, bạn nói sao mà kỳ, bạn vô bạn làm nha, hầu như ngày nào cũng nổ đơn hết. Có nghĩa là người ta đặt hàng quá trời nhiều, mua nhiều tới nỗi mà cứ hễ tới ca làm của bạn, cái đơn hàng nó nhiều tới nỗi mà cái há cảo trong cái tiệm này bán không xuể luôn, không hết luôn đó. Cứ hễ bạn làm là sẽ hết, không còn hàng để bán. Bởi vậy là hầu như tới cái giờ của bạn làm đó ha, là cái chị chủ á, bà bỏ lại cho bạn một cái số lượng há cảo rất là nhiều nè, để dành cho bạn bán. Làm được thời gian thì cũng gần tới Tết, trước cái ngày nghỉ Tết mấy hôm á, bữa hôm đó cái ca làm chỉ có mình ơn bạn làm thôi hà. Bạn mới vừa vô ca thôi, chuẩn bị đến tiền này nọ, thì bạn gặp cướp nó đe dọa bạn. Nó vô tới tiệm á, nó kề dao cho cổ rồi nè, nó kêu bạn á phải chỉ cái chỗ để tiền ở đâu cho nó lấy. Bạn cũng chỉ, bạn chỉ trong nhà, em để trong đó đó, anh vô lấy đi, anh lấy đi anh. Và thật sự bạn rất gan dạ luôn. Bạn canh khi mà nó vừa quay vô lấy tiền á, bạn cầm cái ghế của bạn ngồi á, bạn quất vô lưng của nó, quất vô đầu tới tấp luôn, đánh hoài một hồi nó chịu không nổi, nó xỉu luôn. Mà trong khi nó chưa kịp làm gì bạn hết trơn á, thấy nó ngất nó xỉu rồi á, thì bạn không dám làm thêm, sợ nó chết. Sau đó bạn mới lôi nó ra giữa đường nè, bạn la làng lên cho người ta chạy lại, người ta nắm đầu nó. Khi bạn chạy ra ngoài đường, bạn có ôm theo cái áo khoác của mình nữa. Trong cái áo khoác toàn là tiền của quán không à. Bạn ra đó thì người dân á, người ta cũng làm cho nó tỉnh dậy, lên tới trên phường. Khi biết tin này á, cái chị chủ quán cũng lên tới phường luôn. Bạn cũng lên trển, chị mới hỏi em có sao không vậy, em có gì không. Bạn cũng trả lời là em không sao đâu chị ơi, hên tiền còn là chị, quán mình không có mất tiền gì hết trơn á. Thì cái chị chủ quán mới hỏi là ủa tại sao tiền em không để trong quầy đi mà em để trong cái áo khoác của em. Thì bạn mới trả lời á, chính vì tiền em không để trong quầy á mới không bị mất đó chị, em bỏ trong cái áo khoác của em là tại vì á, hồi trước khi mà em vô em nhận ca, em có tính tiền ở trong cái quầy, thì tự nhiên em mới có cái linh cảm á, là sẽ có nguy hiểm cho em. Trong lúc đó thì em mới thấy được cái cảnh đó là em đang đánh nhau với một cái thằng ăn cướp, thì em biết được có thể một hồi nữa em sẽ gặp cướp trong cái tiệm này nè. Mà đúng thiệt chị ơi, tiền của em còn trong cái túi áo khoác, chưa kịp bỏ vô cái tủ nữa thì gặp ăn cướp nó đe dọa em rồi. Hên là em đánh nó xong á, em ôm cái áo khoác chạy ra đó, bây giờ tiền còn nè chị. Nghe bạn kể tỉnh bơ, bà cũng hú hồn một phen luôn, bà nói trời ơi trời quá trời hên luôn rồi, hên là em không bị gì rồi, tiền của chị vẫn còn đây nè, thôi em nghỉ Tết sớm đi, chị cho em mớ tiền, tại vì chị cũng sợ là em làm ở đây rồi cái thằng đó nó thấy em nó trả thù em nữa. Thôi thì bạn nghe vậy bạn cũng nghỉ Tết sớm luôn, không có làm ở quán này nữa đó, tại vì bạn cũng sợ thằng đó nó trả thù bạn nữa. Nhưng sau cái vụ này á, cái chị chủ quán cũng đóng cửa quán này và chuyển sang một cái chi nhánh khác. Nhưng mà bạn cũng thấy á nha, khi mà cái chị chủ quán này chuyển sang quán khác á, bà bán cũng rất là đắt luôn, kiểu như còn được cái vía của bạn hay sao đó. Sau khi nghỉ làm thì cũng ăn Tết, qua Tết xong á thì cũng không biết phải làm cái gì, lúc này phải tìm thêm một công việc nữa. Bạn có tìm được một cái quán cà phê ở trên cái đường Âu Cơ, quận Tân Bình á, vô đây để mà làm. Bạn nói cái quán này á cũng có khách, không có ế mà cũng không có đông lắm, khách cũng lai ra vậy nè. Nhưng bạn vô làm cứ đúng như vậy, tới ca của bạn làm thôi, không hiểu tại sao khách ở đâu á, người ta mua quá trời mua, bạn làm không xuể luôn mà, anh chị chủ phải tiếp bạn luôn đó. Ngày nào cũng vậy, cứ vừa tới ca của bạn làm thôi á là khách người ta mua, mua tới nỗi mà cái cà phê rang xay đó, hạt cà phê không có đâu mà xay cho người ta luôn, phải đặt mua, mua về liên tục vậy nè. Trong cái khoảng thời gian bạn làm việc tại quán cà phê này á, bạn cũng giúp đỡ anh chị chủ rất là nhiều luôn. Tại vì á, có nhiều cái đơn hàng bạn có được từ những cái người thân, bạn bè, những mối quan hệ của bạn á, mà toàn đơn lớn của mình, cả chục ly người ta mua cùng một lúc, rồi bạn kêu ảnh á, làm đi anh rồi em đem đi giao. Sau một khoảng thời gian làm việc ở đây cũng thân với anh chị chủ, tại vì bạn cũng quá là nhiệt tình mà.
ảnh cũng biết được á, nhà bạn gần chợ, thành ra là ảnh chỉ mới nhờ bạn á, em mua giùm anh chị trái cây đi, về quán mình á bán nước ép cho nó gần, anh chị mua cũng cực quá à. Tới khi mà cái máy ép nước ép á nó bị hư, bạn cũng nhiệt tình bạn mang đi sửa giùm luôn, vậy còn đòi gì nữa. Có những lần cái bà chị chủ quán á, bà tổ chức cho nhân viên đi uống nước này nọ nè, bà cũng đi chung luôn. Rồi lần đó bạn cũng đi uống nước, uống xong rồi tới tối á, bà mới nhờ bạn á, em chở chị về giùm được không? Tại vì á, bữa nay chồng chị đi công chuyện rồi, không có chở chị về được. Nhà bạn cũng gần nhà của bà mà, thôi bạn cũng chở về giùm luôn. Tới sáng sớm, đâu phải ca làm của bạn đâu, bà mới điện cho bạn. Bà nói sáng nay á, em đi làm sớm được không? Chị biết là không phải ca làm của em, nhưng mà do chồng của chị ổng đi công chuyện rồi, không có ổng á, không ai làm được hết á, em làm tiếp chị đi. Bạn cũng nhiệt tình mà, cũng làm luôn, mặc dù đó không phải là ca làm của mình. Rồi bạn đi tầm 2 ngày sau, ngày hôm đó là cái ngày thứ hai đầu tuần luôn, chuẩn bị đi làm á, thì bạn nghe một cái thông tin từ bà điện. Bà nói thôi em nghỉ làm đi, anh với chị cho em nghỉ làm mà nghe, em khỏi cần đi làm nữa. Hỏi lý do tại sao á, thì ổng với bà mới nói là tại vì chị thấy là em làm vụng về mà ẩu tả quá, làm dơ giấy nữa, khách hàng ai cũng nói hết trơn á, mà chị thấy thôi em làm không ổn, thôi em nghỉ đi, chị trả tiền sớm cho em nè. Khi đó là bạn chưng hửng luôn, bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, mình rất là kỹ càng mà, mình rất nhiệt tình với ổng bà, trong khi cái chuyên ngành học của mình á là học về công nghệ thực phẩm, làm sao mình có thể làm dơ làm giấy được chứ, có lý do gì. Hỏi kỹ hơn á thì mới biết là ổng bà nói á, do là cái ca làm của em á hầu như là khách hàng ai cũng phản ánh hết trơn, toàn ngay cái lúc em làm không à. Người ta nói cái trà sữa người ta uống vô bị đau bụng, ủa mà trong khi trà sữa là anh chị chủ làm, nhân viên cũ làm, cái công việc của bạn chỉ pha cà phê thôi đó, bạn còn chưa được học cái công thức làm trà sữa nữa, vậy thì tại sao mà đổi thừa bạn, bạn bán trà sữa người ta đau bụng chứ, vô lý. Tuy nhiên khi suy nghĩ lại thì bạn biết chắc chắn là người ta đã lấy lý do để đuổi bạn rồi, có thể là người ta sợ trả tiền lương nhiều hay sau đó cắt giảm nhân viên, không biết lấy lý do gì, tại vì mình quá tốt mà, nói sao bây giờ, thành ra phải dùng lý do bao biện để mà đuổi mình cho nó dễ. Thôi thì nghe vậy bạn cũng không còn tha thiết gì nữa, cũng là công chuyện làm thêm mà, có thì được không có thì thôi, nghỉ. Nhưng bạn giận nha, bạn cũng khá là hận đó. Rồi mọi chuyện cũng im ắng đi, tới khoảng một năm sau, lúc này bạn cũng ra trường rồi, bạn đi làm ở một cái công ty. Ngày hôm đó khi đi làm về, bạn có vô tình gặp lại một cái người nhân viên cũ trong cái quán cà phê này. Nó gặp bạn, nó mới chào hỏi. Hỏi xong bạn cũng hỏi là cái chuyện ổ quán này dạo này sao rồi. Nó mới nói là kể từ cái ngày mà chị nghỉ, cái quán này bán không có được, không hiểu sao lạ lắm luôn kìa, không ai mua hết trơn luôn, khách hàng mua ít từ nè. Rồi anh chị chủ mới thấy chán nản quá à, cuối cùng là dẹp tiệm luôn, đâu còn bán ở đâu, nghỉ lâu rồi. Bởi vậy thì qua câu chuyện này mới biết, không chỉ bạn có những cái linh cảm về những cái chuyện xui xẻo đâu, mà những cái chuyện hên, cái vía thần tài á, bạn cũng có chứ không phải là không đâu. Tại vì bạn vô cái chỗ nào làm á, chỗ đó cũng đông khách hết trơn, đâu phải là bạn xui xẻo đâu. Nhưng mà cũng nhờ vào cái linh cảm này của bạn, bạn mới biết được cái bộ mặt của một số người trong xã hội này, kiểu như làm lợi dụng người ta, tới khi mà hết giá trị lợi dụng rồi lại lật mặt đuổi người ta đi không có thương tiếc gì hết, như là cái anh chị chủ quán cà phê trong câu chuyện này vậy đó. Cuối cùng thì còn cái gì đâu, cũng phải nhận hậu quả thôi. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc.